Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà. Phước Sửu, Quyên Lê. Hôm nay tụi mình sẽ khám phá một cái tiện ích của dự án GS Nhà Bè. Một trong những cái dự án mà gọi là tâm điểm của khu Nam hiện tại và đang thu hút khá nhiều khách hàng đầu tư về nơi đây. Đúng rồi anh, em cảm giác là rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm về khu đô thị GS Nhà Bè này. Chính xác. Một cái tiện ích mà Phước Sửu đang với Quyên Lê muốn khám phá đó là một cái công viên nhỏ thôi, nhưng mà có khá nhiều chức năng trong một cái công viên. Để cho quý chị biết nơi đây là không phải là những cái dự án tầm thường, mà dự án ở đây có những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp. Và cái Phước Sửu và Quyên Lê đang đưa mọi người đến là một cái công viên gọi là công viên mùa hè. Công viên mùa hè nha cả nhà. Rồi, Quyên Lê thử tìm hiểu xem là công viên mùa hè này nó có những cái tiện ích như thế nào về Quyên Lê. Anh Phước Sửu biết sao không? Bên công viên mùa hè này thì nó có một cái khu vườn và khu thể thao ngoài trời. Thứ hai là nó có một cái khu vui chơi trẻ em rất là lớn luôn anh. Chính xác. Thì bây giờ Phước Sửu và Quyên Lê ha, ở đây thì chủ đầu tư đang tưới nước theo cái hình thức là máy tưới tự động phòng Quyên Lê. Và ở đây thì có một cái công viên giống như Quyên Lê nói đó, là một cái công viên cát cho trẻ em nè. Khá đẹp luôn. Công viên cát này là khi mà là cư dân ở đây rồi thì trẻ em tha hồ mà chơi trên những cái công viên cát trắng này và chơi những cái trò chơi khá thú vị và cực kỳ bắt mắt, phải không? Ngoài ra là Quyên Lê và những khách hàng mà gọi là cư dân ở đây mà thích tập và gym. Đúng rồi, tập thể dục thì có những cái bố trí những cái máy tập thể dục ngoài trời này và trên những cái bãi cỏ cực kỳ xanh mát luôn. Và ở đây như Quyên Lê nhìn thấy là nói về mùa hè thì có những cái cây xanh gọi là của công viên của mùa hè, và có những cái cây gọi là mai nhật đó Quyên Lê, nó trở nở màu đỏ khá đẹp. Và đối diện cái công viên mùa hè này là sẽ có một clubhouse rất là lớn. Clubhouse này thì như hồi nãy là Quyên Lê và mọi người đã là check in rồi, thì trong cái công viên mùa hè trong cái clubhouse này thì có những cái gì Quyên Lê có thể thông qua cho mọi người biết được hay không? Hồi nãy thì Quyên Lê có tham quan cái clubhouse này rồi nha cả nhà. Thì trong này sẽ có một cái hồ bơi rất là lớn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái vòm. Bên chủ đầu tư có thiết kế một cái vòm thì cũng dành cho khách hàng có thể tới để nghỉ ngơi. Ngoài ra thì cũng có một cái phòng để khách hàng có thể gọi là ngồi chờ, cũng có thể là tiếp khách. Đúng rồi. Ngoài ra thì Quyên Lê còn chưa kể đến là một cái hệ thống tập gym cực kỳ, máy móc cực kỳ đẹp và xịn luôn. Rồi có tắm sauna, xông hơi nè. Rồi ở đây thì có một cái hệ thống, có cái nhà hàng. Như Quyên Lê nhìn thấy nè đó, những cái máy tập gym cực kỳ sang trọng của Quyên Lê. Khách hàng, cư dân vào đây thì có thể là sử dụng ngay những cái thiết bị máy này đầy đủ hết luôn. Quyên Lê thấy những cái máy ở đây nó rất là hiện đại. Đúng rồi, một cái clubhouse mà lên đến hơn 1.000 mét vuông và có công viên, có cây xanh, có tất cả những cái hệ thống tiện ích. Ở đây thì có những cái loại cây và luôn luôn xanh mát quanh năm luôn, phòng Quyên Lê. Đúng rồi, và Quyên đặc biệt ở đây là Quyên cảm thấy rất là hay ở đây là có một cái hệ thống sauna, bởi vì có nhiều chủ đầu tư không thiết kế có sauna ở tại dự án nha. Chính xác Quyên Lê ạ. Phước Sửu và Quyên Lê đang đi dạo giữa một clubhouse khá đẹp luôn, phòng Quyên Lê. Và điều đặc biệt là khi mà những khách hàng mà sở hữu những cái sản phẩm ở đây thì chắc ăn là sử dụng free tất cả những cái tip như thế này rồi. Quyên Lê có muốn mình là một trong những cư dân cực kỳ đẳng cấp và tài giản này hay không? Tất nhiên rồi. Quá tuyệt vời phải không? Quý anh chị mà cần sở hữu những cái tiện ích này thì inbox ngay cho Phước Sửu và Quyên Lê nhé. Theo số hotline bên dưới nha. Bên mình sẽ cung cấp cho quý anh chị tất cả những cái thông tin về những cái chính sách mở bán, những cái sản phẩm còn lại. Đúng. Và giai đoạn 2 sẽ có những cái thông tin cập nhật giá cả như thế nào đến quý anh chị khi mà quý anh chị muốn mua trực tiếp từ chủ đầu tư. Đúng rồi anh Sửu. Ngoài ra nha quý anh chị, nếu mà có hàng bên GS Nhà Bè ha, thì quý anh chị có thể gửi vào số hotline bên dưới của Quyên Lê hoặc Phước Sửu để bên team của mình có thể là ra hàng hoặc là bán cho quý anh chị nhé. Tất nhiên rồi, đừng quên số hotline bên dưới và đồng thời là like, share và subscribe kênh của Phước Sửu và Quyên Lê nhé. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại.